huấn luyện viên Philippines muốn thắng Việt Nam. Philippines vào trận với mục tiêu 3 điểm, nên tôi rất vui khi hoàn thành trận đấu này, ông Fegidezo nói sau trận đấu trên sân Việt Trì. Ở trận mở màn SEA Games chiều mùng 6 tháng 5, Philippines sắp đảo với nguồn cảm hứng là tiền vệ thủ quân Ste Phan Dốc. Phút thứ 10, cầu thủ quá tuổi này chuyển cho tiền vệ Cristan Zontini mở tỷ số. Sau khi chống đỡ các đợt quấy phá của Timor Leste, Philippines bùng nổ ở hiệp 2 với các bàn của Dennis Chung, Jovin Bedic, Utkaji Kekkonen. Theo huấn luyện viên Fegidezo, khởi đầu mỹ mãn ít nhiều sẽ tiếp thêm tự tin cho Philippines khi bước vào trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi biết trận tiếp theo sẽ khó khăn vì Việt Nam rất mạnh. Tuy nhiên, tôi và các cộng sự đã có tính toán và sẽ thay đổi về chiến thuật để có thể đánh bại đội chủ nhà, huấn luyện viên 52 tuổi tuyên bố. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!